Ở phía dưới các bạn nhìn thấy đây là cây cầu. Cây cầu ở thôn Ý Lình Hồ, xã Lao Chải, thị xã Sapa. Và dưới đây là gì? Là thủy điện. Thủy điện Ý Lình Hồ. Từ trên đầu đường Mường Hoa đi xuống đây và đến con cầu, đến con đường qua cây cầu bắc qua suối này thì không đi ô tô nữa, là phải quay lại. Cảnh quan ở đây là khá là đẹp. Toàn bộ bên này là ruộng bậc thang. Tất cả những quả đồi thấp thấp đây là ruộng bậc thang, toàn bộ ruộng bậc thang. Bản làng thì họ ở rất là thưa và ở trên những cái mỏm đồi kia. Rất là thưa dân. Đây là con đường ô tô 3m đi từ trên đường Mường Hoa rẽ xuống Ý Lình Hồ. Đường này hai ô tô tránh nhau là hơi khó. Ở khu vực dưới này thì được người nước ngoài đi du lịch hoặc đi bộ rất là nhiều. Từng tốp, từng tốp. Thời điểm này là tháng 10 năm 2022. Có lẽ là dịch bệnh qua đi rồi và du lịch sẽ sớm trở lại. Và Sapa hứa hẹn sẽ là một cái điểm đến đón rất nhiều triệu khách du lịch trong và ngoài nước trong thời gian tới. Ở khu vực Ý Lình Hồ này thì từ con đường Mường Hoa xuống đây cũng rất ít homestay. Trong này có lẽ là rất là bình yên và vắng vẻ. Giá bất động sản anh em chúng tôi tham khảo ở khu này thì từ 500.000 đến 1,5 triệu trên 1 m² đối với đất trồng cây hàng năm, chất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên những vị trí đất đẹp mà bám cái mặt đường bê tông 3m này thì giá đã bán lên đến từ 2 triệu đến 5 triệu. Với cái tiềm năng du lịch của Sapa thì cá nhân tôi đánh giá rằng những vùng đất như này trong vòng 3 năm, 5 năm nữa cũng sẽ khai thác tốt về du lịch thôi. Và với cái giá đất hiện tại như bây giờ thì vẫn là một cái cơ hội cho tất cả các bạn nếu quan tâm đến cái đất nền du lịch, nghỉ dưỡng, đặc biệt là khu vực Sapa này. Với những cái diện tích đất từ 1.000 đến 5.000 m² mà giá khoảng 500.000 một mét thì cái cơ hội mà lên đến 1 triệu một mét, 1 triệu rưỡi một mét tôi nghĩ là điều rất là khả thi. Quan điểm quý vị như thế nào về cái đất nền du lịch nghỉ dưỡng ở vùng ven Sapa? Hãy comment ý kiến của mình xuống bên dưới video này. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục hành trình xuống Tả Van, Xéo Mỹ Tỉ để khảo sát những khu vực có quỹ đất còn rộng và với cái giá đầu tư còn thấp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.